Chào các bác làm vườn nhé. Hôm nay bên em sẽ chi tiết về cái mẫu thuồng. Một cái mẫu thuồng mà đang được các bác rất quan tâm. Thì với cái mẫu thuồng này thì bên em sẽ có ba kích cỡ. Đầu tiên như các bác nhìn mới đầu thì nó như nhau như này nhá, nhưng mà nó sẽ tùy theo cân nặng đấy ạ. Thì với cái mẫu thuồng này thì đây là cái mẫu to nhất này. Đây là cái cỡ trung này. Còn đây là cái cỡ nhỏ hơn nhất này. Thì với những mẫu thuồng này của bên em thì sẽ làm bằng chất nhíp 100%. Thì đây nhá, cái mẫu thuồng này, mẫu thuồng to nhất này bên cơ sở em, cả cán thì sẽ là 4 kg. Đấy, hôm nay em sẽ chi tiết đánh kg vào hết trên những cái mẫu thuồng. Bởi vì trong thời gian vừa qua cũng gửi cho các bác rất nhiều. Đấy, cũng có các bác là sai sót là bị nhầm kích thước cũng như là nhầm cân nặng, thì mong các bác thông cảm. Thì từ hôm nay em sẽ đánh số trên những mẫu thuồng này hết rồi, chắc chắn là không thể nhầm được nữa. Em sẽ nói về cái chất lưỡi cũng như là cái chất thép để làm nên cái thuồng này. Thì cái này nó sẽ là nhíp ô tô 100% nhá. Rất chi là dày như thế này này. Đấy. Cái mẫu này là mẫu 4 kg. Cái mẫu này thì nó sẽ là mẫu từ 3 kg, từ 4 cân đổ lại đấy. Có cái thì được 3 cân 7, 3 cân 8, có cái thì 3 cân 3. Thì em cứ đánh dấu là 3 cân 3 ở kia nhá. Đấy, thấp nhất thì nó phải là được ở 3 cân 3. Còn cái mẫu của cái thuồng nhỏ nhất này thì nó sẽ là 2 cân 8. Từ 3 cân đến 2 cân 8, nó dao động nhau 1-2 lạng. Thì cái chất thuồng này thì đều như nhau nhá, chất thép nhíp này. Đấy, hôm nay em sẽ quay rất gần về cái lưỡi này, bởi vì cũng nhiều bác yêu cầu là quay sát tận cái lưỡi này để các bác được tham khảo. Thì đây nhá, các bác nhìn này, làm thủ công 100% nhá. Những cái đường hàn rất chi là chắc chắn kìa. Thì với cái mẫu thuồng này thì hiện tại bên cơ sở em đang cung cấp cả cán như này nhá. Thì hẹn các bác là đợt sau sẽ làm độc lưỡi không. Nếu như các bác có nhu cầu về các bác tự hàn thì các bác sẽ lấy độc lưỡi không. Thì giá của nó sẽ thấp hơn một chút nha các bác nhé. Thì với cái mẫu thuồng này thì bên cơ sở đang nhận ship đi toàn quốc. Các bác ở đâu khi xem được cái video này của em, các bác đang cần tham khảo cái mẫu thuồng này thì hãy liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0869054295. Đấy là số điện thoại chính của bên cơ sở em có Zalo. Các bác có thể vào xem để quan sát kỹ trước khi đặt cái sản phẩm này. Đấy nhá, chất liệu rất chi là dày này. Với cái mẫu này, cái mẫu 4 cân này các bác này, rất chi là dày nhá. Cái này thì các bác dùng để đánh cây. Bên cơ sở em sẽ có 3 mẫu thuồng. Rất nhiều mẫu thuồng đấy. Nhưng mà mỗi video em sẽ đăng tải một mẫu nhá, để các bác được quan sát kỹ hơn cũng như là tham khảo trên cái mẫu thuồng ở bên cơ sở em. Nó sẽ dài là 1m4 nhá. Đây các bác này, tương đối là dài đấy ạ. 1m4. Và số điện thoại của bên em thì cũng đã để ở kia. Các bác mà quan tâm một cái video ngắn này các bác chưa mua, nhưng các bác đang quan tâm thì hãy lưu số điện thoại kia của em vào nhá, để khi cần thì các bác có số điện thoại gọi luôn, để tham khảo với tất cả những cái dụng cụ làm vườn, làm cây cảnh của bên cơ sở em. Đấy, thì em cũng vừa chi tiết qua về cái mẫu thuồng này rồi. Mẫu to nhất là 4 kg. Mẫu thứ hai là từ 3 cân 3 đến 3 cân 7 nhá. Cái này nó cũng có cái được 3 cân, ngoại trang mới có cái 3 cân 7, còn thường nó 3 cân rưỡi đổ lại, 3 cân 2, 3 cân 3 là mẫu nhỡ. Còn cái mẫu nhỏ nhất thì nó sẽ là 2 cân 8 đây. Tùy thuộc theo các bác sử dụng nhá. Thì với những cái mẫu thuồng này thì em cũng vừa chi tiết về chất thép cũng như là chiều dài và cũng như là cân nặng để gửi tới các bác. Và hàng bên em bán tới tay các bác bỏ ra kiểm tra hàng thật cẩn thận trước khi trả tiền. Tất cả những sản phẩm của bên em thì các bác đều có quyền kiểm tra hàng, kiểm tra chất lượng cũng như là trên sản phẩm. Đấy, xong các bác mới phải thanh toán nhá. Hàng em sẽ nhận ship đi toàn quốc, và với những cái dòng thuồng này thì bên em sẽ bao ship các bác trên tất cả những cái mẫu thuồng này. Các bác không cần phải lo tiền ship nhé. Em sẽ bao ship các bác trên những cái mẫu thuồng tất cả 3 cái cỡ của bên em. Và nếu một cái video ngắn em vừa chi tiết về 3 cái mẫu thuồng cao cấp của bên cơ sở. Thì các bác lưu ý đây nó là thép nhíp 100% nhá. Giá nó không rẻ như là cái mẫu thuồng 123 của bên cơ sở em, cái mẫu không có có cán đâu. Đây nó là cái mẫu cao cấp nhất rồi. Đấy, thì các bác nhớ lưu số điện thoại của em vào nhá, để hoặc là kết bạn Zalo với em để xem những cái sản phẩm của bên cơ sở, rất nhiều những cái dụng cụ hay để gửi tới các bác. Vâng, thế chào các bác nhé. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi tiếp những cái video của bên cơ sở em nhé. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ạ.